Trời ơi, giờ này chưa về nữa rồi trời. Ê, buồn ngủ quá. Trời đất ơi, bữa nay hai đứa con làm gì ăn mặc đồ này đi về tới nhà luôn vậy hả? Tại đi làm xong ra mệt rã rồi luôn, thay đồ đâu có nổi đâu má, nên lót xác về luôn cho rồi. Chứ bộ má nghĩ là bây giờ tụi con thay bộ đồ khác ra là người ta nhìn tụi con nít na hơn được hả? Bữa nay tụi con làm được nhiều vậy hả? Mẹo lắm ơi. Nay á, gặp cái thằng khách kia vừa dê mà vừa keo thấy ghê luôn á. Nó đeo con riết luôn, không cho con đi bàn nào hết á. Tưởng đâu ngon, tới trường tính tiền á, nó biết nó bò con nhiêu không? 50 ngàn. Nhà mình á mà không kẹt tiền như vậy hả, con quăng 50 ngàn vô mặt á, xong con chửi cho nó tắt bếp luôn. Đồ thước đàn ông đâu. Cái gì? Cái bò con có 50 ngàn hả? Trời ơi, giá con sao bèo dữ vậy? Chắc là con phải xin đi làm quán khác rồi má ơi. Chứ thằng khách nào giờ vô quán á, nó cũng đòi toàn là đào mới không à. Thấy mặt con á, cái nó đuổi con vô, nó nói con cũ rồi, lại không phải dân chơi tới bến nữa, cho nên tụi nó không thèm. Thì tại tụi bay dở quá, tụi bay phải làm sao cho tụi nó đeo tụi bay không buông ra thôi. Má nói hay quá à. Má ngon má làm đi. Má có biết á là tụi nó chỉ bo khi nào mà tụi con chịu lên giường với tụi nó không? Tụi con đi bưng bê bưng bàn chứ không phải làm gái đâu má. Má không biết á, bà Diễm ngày nào bà cũng dụ tụi con đi khách hết á. Bà nói á, nếu mà tụi con không chịu đi khách á thì nghỉ làm đi. Chứ khách người ta vô, người ta muốn mà mình không chịu thì khác nào là đuổi người ta. Thiệt tình á, cực chẳng đã gia đình mình vậy mới cho tụi con vô quán karaoke đó làm. Má nghĩ chỉ đơn giản là rờ mó tay chân bên ngoài thôi, hoặc là cùng lắm tỉ tê cho tụi nó nghe ngọt tay để tụi nó bo như mấy cái gì gây xa Nhật Bổn thế mà ham. Còn mày nó khốn nạn dám dụ con gái của má đi khách hả? Tại đau mà ông cút mã ông bà tổ tiên của nó lên luôn. Thôi má bớt đi, cũng chẳng qua là tại vì con không có nghề ngỗng gì cho nên mới làm cái nghề này thôi. Chứ nói thiệt với má luôn á, làm nghề này con có tự hào gì đâu. Làm nhiều khi sợ người quen, người ta đi ngang, người ta thấy, người ta tưởng mình làm gái, làm này làm kia nữa. Bữa nay kiểu này không đủ tiền đóng cho bà Bảy hủ tiếu bỏ nhằn nữa rồi. Nè, má giữ đi. Bây giờ hả, lột hết da tụi con ra cũng có nhiều đó. Má giữ đi rồi má đưa cho bà. Bà muốn làm gì bà làm. Ăn có mấy tô hủ tiếu thôi làm gì ghê quá vậy? Giữ đi má. Không đủ 100 ngàn. Không đủ đóng tiền góp nữa, làm sao dám ăn gì? À, mà hai đứa con ăn gì chưa vậy? Hả? Tụi con ăn đồ ăn thừa ngoài chỗ làm rồi má. Thấy đồ ăn của khách đó còn dư quá trời luôn, người ta bỏ vô trong cái thùng lớn á để cho mấy người nuôi heo xin về. Mà tụi con đâu dám xin về đâu, sợ nhục.
Má cầm đỡ nhiêu đây tiền á, đi mua cái gì ăn đi. Rồi còn dư nhiêu á thì góp đỡ cho bà. Chứ biết làm sao giờ má. Phải chỉ có cậu xá tụi bay nhỉ, thì đâu có đến nỗi vậy. Nó máu không à, mày gọi cấp cứu coi, gọi cấp cứu nhanh đi. Mày alo hả? Cha, gia đình hạnh phúc quá ha. Sao giờ có hai đứa con làm tiếp viên karaoke rồi, chắc dư giả tiền trả tôi rồi đúng không? Thôi mà thôi, trả hết đi để tôi phải khỏi mắc công đi tới đi lui mệt xác quá à. Tụi con bưng bê, với lại con có thèm ôm ai hết á, mà cũng không ai thèm ôm con hết trơn á. Ê, mày nói gì? Mày qua mặt ai vậy? Xin lỗi nha, vô đó hả thị nở còn được ôm nữa mà. Ở trong đó đủ thứ thành phần hết, là sang có, hèn có, trí thức có, xích lô có, xe kéo có. Miễn sao mày đừng có chảnh á là có người ôm mày liền à. Thôi mà dì Năm, hai đứa con tôi còn khờ quá, đi làm nó không biết gì cho nên. Với lại tiền lương hàng tháng, tháng nào gì cũng lấy hết trơn, có chữa cắt nào cho tụi nó đâu. Vậy hả? Tụi nó còn khờ lắm hả? Trời ơi, khờ. Xin lỗi nha, hai đứa này mà chị gả sớm hả, bây giờ cũng lũ khủ ba bốn đứa con rồi, ở nó mà khờ. Nói vậy ý là sao? Cho biết trước nha, lương á là phải trả tiền lời hàng tháng, còn hàng ngày vẫn phải góp cho tôi. Tiền của tôi là tiền làm ra tiền mà, đâu phải tiền chùa đâu cho mượn không. Thôi mà dì Năm, dì Năm thông cảm đi. Hôm nay là tụi con xui lắm luôn á, gặp toàn mấy thằng khách mà nó giựt keo rồi nó chùm sọ, nó không có cho tiền. Thôi đi, mày mở miệng ra lúc nào cũng xui xui á, lúc nào má con cũng xui á. Xui cái gì mà xui, kệ tụi bay, trả tiền hết cho tao đi, không nói nhiều. Đây nè, bữa nay được có nhiêu đây đó, cô làm ơn ghi sổ, thiếu đủ về tính sau. Bây giờ cứ muốn hơn vô cào nhà tôi cũng ra ăn cắt nào đâu. Nè, chị nói vậy là sao? Tiền mượn là phải trả nha, đừng có nói cái kiểu giật nợ đó là không có yên với tôi đâu. Có ai nói giật nợ đâu mà dì la sùm vậy? Nhà con còn có nhiêu đó tiền đưa cho dì Năm hết rồi đó. Má còn chưa có ăn cái gì nữa kìa. À, sao không giữ lại mấy ngàn ăn thì gói đi. Thôi, làm ơn giùm cái, đừng có đóng cái tuồng giả khổ giả nghèo với tôi nữa. Tôi không có nói nhiều, lo mà trả tiền cho tôi đi, không thì đóng tiền lời suốt đời suốt kiếp luôn nha. Chứ thiệt tình bây giờ tôi mệt mỏi với má con mấy người lắm rồi. Má nó lật lọc. Cho hỏi anh là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Ngọc Mai và Trần Văn Thịnh à? Cái gì vậy? Dạ là người nhà của bệnh nhân. Cái gì vậy? Dạ mời anh xuống đóng tiền để làm thủ tục xét nghiệm máu cho bệnh nhân ạ. À, dạ. Cãi chị. Cần lấy chị ba bao lâu? Dạ anh ha. Cho em 10.000. Rồi, cảm ơn chị.
Chị hai. Hai ba gì? Dạ em chào chị hai. Mày tới đây làm gì? Dạ hôm nay em tới đây để muốn gặp chị hai. Xin phép chị hai cho em được nói chuyện một lần. Gặp rồi nè, nói gì nói đi. Dạ nhưng mà không phải kiểu nói chuyện vậy. Em muốn được nói chuyện chị hai một cách tử tế, một cách công bằng. Em biết là chị hai ghét em lắm, em hiểu điều đó chứ. Nhưng mà xin phép chị hai lắng nghe em một lần được không ạ? Thứ như mày mà cũng đòi công bằng với đàng hoàng. Em biết em là đồ súc sinh, em là đồ rác rưởi. Chị hai chửi em sao cũng được hết á. Em đáng bị như vậy mà. Nhưng mà em chỉ xin chị hai một lần thôi. Nghe em nói chuyện tử tế một lần được không chị hai? Mày là nói chuyện tử tế với tao hả? Dạ. Mà tao cảnh cáo cho mày biết nha. Mày mà âm mưu tính kế gì với em tao là không xong với tao đâu. Trời đất ơi, chị hai sao chị hai cứ nghĩ xấu về em không vậy? Không có đâu. Em á là muốn gặp chị hai á là để có thể kể đầu đuôi chị hai nghe, để cho chị hai hiểu. Ý mày nói vậy là tao không hiểu gì. Mày muốn nói đầu nói đuôi nói cái gì? Đầu đuôi sao nói? Không phải đó, chị hai cứ suy diễn vậy hoài à. Ý là em xin phép chị hai được nói chuyện chị hai. Tại vì em lo cho Đông nè, em lo cho thằng Lâm. Chứ nhưng mà em không xin gặp hai người đó đâu. Em chỉ xin phép được gặp chị hai thôi. Nghe chị hai. Vậy giờ mày muốn gặp sao? Ủa, chị hai đồng ý hả chị hai? À, em đổi hơn chị hai. Đổi cái đầu mày chứ đổi. Dạ. Muốn gặp cái gì? Ở đâu nói đại đi. Bỏ đây không được hả? Thì khi nào chị hai thấy thuận tiện á, chị hai báo em tiếng, em tới đón chị hai liền à. Mày thấy đây sao? Không được. Đàng hoàng hả? Cái con người của mày ở đây là xứng đáng nè, chứ không phải là không chỗ nào đàng hoàng hơn. Kỳ lắm chị hai, ở đây giữa xá giữa chợ vậy sao mà nói chuyện. Rồi người ta dòm người ta nghe hết. Thôi chị hai đi với em đi. Nha. Trời ra đó đi rồi, chị hai muốn chửi em sao cũng được, chửi trên đầu xuống cũng được nữa, nhưng mà ra đó giùm em đi nha chị hai. Thứ của mày nhìn mặt không ưa. Làm như tao mắc nợ mày mấy kiếp rồi. Em ra xe trước nha chị hai. Cô ba cho tôi gửi hàng rau nha. Cảm ơn cô nha. Chị xem lại mail á, bên nhà sản xuất Hàn Quốc. Rồi chị trả lời cho họ. Em nghi là gặp rắc rối rồi đó. Sao lại rắc rối? Không phải họ đã hứa xuất xe cho mình rồi sao? Nhưng mà gặp rắc rối ở đây á, từ phía bên anh Dũng. Là sao? Lần này mình làm việc trực tiếp với họ, chứ đâu có thông qua anh Dũng nữa đâu. Chính vì vậy mới có chuyện đó chị. Em gọi điện trực tiếp ở bên đó. Họ nói á, hồi đó giờ họ xuất xe qua cho mình á, là dưới sự giới thiệu và bảo lãnh của anh Dũng. Lần này họ kiểm tra lại thì không có. Chị có nghĩa là họ muốn phải có tên anh Dũng trong hợp đồng. Dạ đúng rồi. Họ nói á, họ xuất xe cho mình cũng được, nhưng mà sợ làm phật ý của anh Dũng. Trong khi đó anh Dũng là một khách hàng lớn, họ không muốn mất. Và công ty của mình là công ty nhỏ, với sự bảo lãnh của anh Dũng nữa. Thôi được rồi, để tôi kiểm tra lại mail, rồi tôi nói chuyện với họ sao. Nhưng mà chị ơi, em đoán là anh Dũng á nói việc này với họ nên họ mới dừng hợp đồng của mình á. Anh Lâm ơi. Hả? Anh hẹn dặn ngày mai anh tới sớm hơn một chút nha. Ừ, tôi biết rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Trời máu quá mà. Nè, uống miếng nước đi. Cảm ơn. Quynh á thì không sao rồi. Bác sĩ có kiểm tra kỹ càng cho nên mới cho về phòng nghỉ, lát là được xuất viện. Còn Mai á nó bị nặng,
cho nên vẫn còn nằm phòng cấp cứu á. Rồi mấy thằng kia về hết rồi hả? Ừ, tụi nó về hết rồi. Tôi á nhận làm người nhà của Mai, cho nên phải ở lại. Bác sĩ nói một chút có chuyện gì nói với tôi á. Mời người thân của Nguyễn Ngọc Mai. Tôi nè. Mời anh theo tôi. Ừ. Thôi nằm nghỉ đi, tôi gặp bác sĩ chút vòng lại kêu taxi chở Quỳnh về. Dạ, em mời chị Hai ngồi. Không lẽ tôi đứng? Dạ, cô chú dùng gì ạ? Nghĩ sao cái mặt này với cái mặt đó kêu bằng cô chú? Dạ, năm nay có mốt em là bà nội của anh á, cho nên á ai cũng thích xưng em là bà nội của các chàng hết á. Nhiều chuyện, chàng ràng á chứ chàng gì. À, thôi đừng có nhiều chuyện quá. Chị Hai, chị dùng gì? Tôi đang muốn tiêu này nè chứ không có muốn dùng. Ờ, vậy chị muốn đi vệ sinh hả? Đi vô trong đó làm gì? Vậy chị Hai muốn uống cái gì? Hay là chị Hai có đói không? Em kêu cái gì cho chị Hai ăn nha. Thôi mệt quá, uống cái gì cũng được, mang đại ra đây. Đúng rồi, có rau má không? Cho ly rau má. Dạ, tụi con không có rau má. Cô dùng sinh tố nha. Thì thôi xin gì cũng được. Trái cây á là được rồi, cứ đem ra hết. Cầu đều vừa đủ quất rồi, đưa đây. Cô muốn quất hả? Không, trái tắc á. Dạ, vậy chúng dùng gì ạ? Cho cà phê sữa đá, mà lấy đá ít thôi nha. Dạ. Toàn gặp toàn chuyện bực bội cái không à. Xong rồi đó, thủ tục ban đầu xong rồi đó. Có muốn nói gì nói đi. Dạ thưa chị Hai, chuyện xảy ra cũng đã 20 năm rồi, trải qua biết bao nhiêu biến động. Thật tình là em cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa cũ đâu. Bởi vì nhắc tới sự cũ thì em cảm thấy mình có tội lỗi, và điều đó khiến cho chị Hai càng thêm giận nữa. Thôi, mày muốn nói gì á, mày nói quạch tẹt ra giùm tao đi. Mày đừng có vòng vo nó được không? Ê, uống nước gì không? Không nước đi ra ngoài. Dạ. Chị Hai à, em đã phải trả giá cho những lỗi lầm em gây ra. Em phải chấp nhận chịu tội trước đông và thằng Ti để được đổi đời. Bây giờ em chỉ muốn bù đắp cho cả gia đình mình thôi chị Hai à. Bù đắp? Mày nghĩ tiền thì có thể bù đắp được tất cả hả? Chỉ có những người như mày á thì mới nói được như vậy, suy nghĩ được như vậy thôi. Mời vào. Mời anh ngồi. Chào bác sĩ. Anh là người nhà của cô Mai. Dạ. Đúng ra thì chuyện này tôi phải nói thẳng với cô Mai, nhưng mà vì cô Mai chưa tỉnh, và cũng có thể là sẽ chưa tỉnh ngay bây giờ được. Mà cái chuyện này thì chúng tôi cần phải nói để cho người nhà biết và có cách giải quyết. Dạ, bác sĩ cứ nói bác sĩ. Thế này, thật ra thì chuyện này cũng khó nói lắm, nhưng mà chúng tôi cũng phải để suy nghĩ để mà mới nói lên được điều này. Qua xét nghiệm á, thì cô Mai đã bị nhiễm HIV. Nó bị HIV bác sĩ. Để chấp nhận được chuyện này thì chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề để mà có cách mà điều trị. Hiện tại bây giờ thì cô Mai đang nằm ở phòng cấp cứu. Sau khi mà cô Mai tỉnh lại, chúng tôi sẽ chuyển sang bệnh viện nhiệt đới. Bởi vì ở bệnh viện đó
nó sẽ có phòng chuyên trị về những người bị nhiễm HIV. Tôi có bị không bác sĩ? Chị Hai à, thiệt tình là em không thể nào làm việc khác. Bộ chị Hai tưởng em làm như vậy là em sung sướng, em hạnh phúc lắm hả chị Hai? Em phải trả giá bằng cuộc đời bất hạnh của em nè chị Hai. Em phải ăn năn suốt cả cuộc đời của em. Chị Hai, đổi lại em có cuộc sống như ngày hôm nay, em có đầy đủ, em muốn gì làm đó, và em muốn đem điều đó, những điều tốt đẹp mà em có cho con của em, để nó có thể học hành, có thể tạo dựng sự nghiệp. Mẹ con Đông với chị suốt thời gian qua sống thiếu thốn cực khổ lắm, cho nên bây giờ em muốn bù đắp cho mọi người, được không chị Hai? Tao với mẹ con nó bình yên mà không có cần mày. Con Đông bây giờ nó sắp hết bệnh tâm thần rồi, cũng không có cần mày. Thằng Lâm nó sắp tốt nghiệp rồi, mà tốt nghiệp đại học cũng không có cần mày. Bây giờ nó chuẩn bị tìm được chỗ làm đàng hoàng tử tế, cũng không có cần mày. Tất cả mọi cái chị em má con tao đều không cần mày. Chị Hai à, em biết chứ, mọi người có thể có cuộc sống đàng hoàng mà không cần có em. Nhưng mà chị Hai à, chị Hai nghĩ lại đi, em có thể cho con em một chiếc xe hơi tử tế, một căn nhà khang trang, rồi em có thể cho vợ của em. Ai là vợ của mày? À, em xin lỗi, em có thể mang lại cho Đông một cuộc sống đủ đầy mà không phải lo toan gì hết. À, em có thể kiếm bác sĩ riêng cho Đông nữa. Em muốn lo cho cả gia đình mình, để chị khỏi phải sớm hôm chạy chợ chị Hai à. Cảm ơn. Tôi cảm ơn nha. Tốt quá. Mày có mơ ước, và mày dám làm tất cả những điều thất đức độc ác để mày đạt được cái mơ ước đó. Vậy thì mày ăn giọng một mình mày đi. Đừng có lôi kéo chị em tao, má con tao vô những cái chuyện làm thất đức của mày. Ai làm thì người đấy chịu. Tôi cầu cho ông trời có mắt, đừng có để cho con cái phải gánh. Thằng Lâm nó rất giỏi, và tao tin chắc một ngày tất cả những cái gì mà mày có, thằng Lâm nó sẽ có, nhưng không phải bằng cách như cậu. Anh là bạn trai của cô ta? Dạ không, nhưng mà tôi có quan hệ với cô ấy. À, nhưng mà cô không phải mình tôi nữa, cả đám bạn của tôi luôn, tại vì nó làm gái mà. Chính vì những mối quan hệ bừa bãi này thì cái xác suất lây nhiễm nó rất là cao. Do vậy anh cần phải đi xét nghiệm HIV. Mà anh cho tôi hỏi, anh làm chuyện ấy với cô ta bao lâu rồi? Dạ, chỉ mới ngày hôm nay, nhưng mà 3 lần. Một lần cũng đủ dính sầu riêng rồi. Nếu như mà anh mới vừa quan hệ với cô ta, cho dù có đi xét nghiệm đi chăng nữa cũng không thể phát hiện được đâu. Nhưng nếu quan hệ với cái người mà anh biết chắc là bị SIDA, thì như vậy á, cái mối nguy cơ lây nhiễm nó sẽ có. Nhưng trong vòng 72 giờ anh phải điều trị tức thời và liên tục trong vòng 1 tháng. Và cứ hỏi mỗi 6 tháng và 1 năm anh phải xét nghiệm một lần. Như vậy thì cái xác suất mà âm tính nó sẽ rất là cao. Cảm ơn bác sĩ. Em biết, mà chị cũng nói đúng nữa, thằng Lâm nó giỏi lắm, nhưng mà phải mất vài năm chị à. Trong khi em, chị thấy không, em chấp nhận hy sinh đời bố, củng cố đời con để có được như ngày hôm nay nè, thì em có thể cho con em những điều tốt đẹp để nó sớm được những thứ mà nó muốn ngay bây giờ, mà nó không phải cực khổ gì hết chị Hai à. Mày thương nó quá ha. Thương chứ chị. Mày sợ Lâm khổ đúng không? Con em mà. Mày tính hay lắm, mày tính giỏi lắm, giỏi thiệt đó. 20 mấy năm trời, thằng Lâm nó là một đứa con không cha. Cậu chưa lấy một ngày để nuôi dưỡng dạy dỗ nó. Mọi cực khổ gì trên đời này nó cũng đã trải qua hết rồi. Tận cùng của xã hội, tôi và nó cũng đã trải qua hết rồi. Thì bây giờ có cực khổ thêm một chút cũng không đáng gì hết. Tao nói cho mày biết,
Thằng Lâm nó không phải là một đứa trẻ sinh ra đã được sung sướng. Mày tưởng thằng Lâm nó sẽ sung sướng bằng những cái đồng tiền thất đức của mày à? Mày làm cái gì thì một mình mày gánh lấy hậu quả của mày. Mày đừng có lôi thằng Lâm vô để rồi nó phải trả giá, gánh hết những cái nghiệp dữ mà mày tạo ra hả? Thì chị hai, em xin chị mà, em làm thì em chịu. Mọi tội lỗi tai ương á, em gánh chịu hết. Cho nên chị cũng đừng quá lo cho nó. Nhưng mà chỉ có điều, em xin chị hãy suy nghĩ kỹ lại. Hồi đó nào giờ chị với Đông sống một cuộc sống mồ côi cả đời mình. Rồi không lẽ chị để cho thằng Lâm phải suốt kiếp này mất cha hay sao hả chị? Nó cũng quen với điều đó rồi. Mày nghĩ nó tự hào khi có một người cha như mày lắm hay sao? Dạ, em nghĩ nó phải tự hào chứ chị. Dạ, chị thấy không, em là một người cha nè, vừa thành đạt vừa giàu có. Chị nhìn trong xã hội này đi, đó, có bao nhiêu người chịu đánh đổi, chịu trả giá để có cuộc sống như ngày hôm nay như là em nè. Có quá nhiều người họ còn hại dân hại nước để trục lợi cho bản thân. So sánh với họ, em cũng đâu có tệ hại hơn họ bao nhiêu đâu. Sao em thấy chị lên án em dữ vậy? Sang ơi Sang, sao mày trơ trẽn dữ vậy? Thiệt sự là tao không thể ngồi đây để nói chuyện phải quấy trắng đen với một thằng như mày. Chị hai à, em chỉ muốn nói lên sự thật thôi mà. Chị hai à, chị thừa biết cái cảm giác mà trong bao nhiêu năm chị không biết cha mẹ mình là ai. Rồi thằng Lâm nữa, bao nhiêu năm nay nè, nó nghĩ gì khi không biết cha nó là ai? Rồi không lẽ chị nói với nó là cha nó chết rồi? Rồi chị định giấu nó cho đến bao giờ? Đến lúc chị chết hả? Như vậy có tốt không chị? Còn riêng em á, em là cha của nó, em không thể nào ngồi yên nhìn nó cụt bơ cụt bất, thiếu thốn trăm bề như vậy. Em muốn em phải lo cho nó, cha con em nhận nhau. Em lo với nó với tư cách là một người cha. Em chỉ xin chị, chị chỉ đồng ý cho cha con em nhìn nhận nhau đi chị. Như vậy thì mọi chuyện êm đẹp hơn phải không chị? Vậy nếu như mà ngày xưa con Đông nó chết thì bây giờ mày đã sống ung dung rồi. Mày đâu có cần quan tâm tới thằng Lâm, nó sống ra sao, nó học hành như thế nào. Thì giờ cứ để vậy đi. Chị em tao đang sống một cuộc sống bình yên, cứ để cho chị em má con tao sống cho hết trọn đời đi. Mày xuất hiện làm gì? Rồi bây giờ mày làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ lên vậy? Thì chị hai, chị nói vậy giống như là em tuyệt tình tuyệt nghĩa với lại mẹ con Đông vậy đó. Không phải vậy đâu chị hai. Khi mọi chuyện xảy ra em đâu có hay tin liền. Lúc đó em mãi miết sắp xếp cho cuộc sống mới. Rồi khi em trở về á, em định đưa cho Đông một số tiền để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì em mới biết tin đó chị à. Mà lúc đó thì chị hai đã dẫn mẹ con nó đi biệt xứ rồi, không để lại địa chỉ. Biết bao nhiêu năm qua em cho người đi tìm tung tích mà không có được, đến bây giờ mới gặp lại đó chị. Cho người tìm kiếm đặng giết chết nữa chứ gì. Dạ. Trời 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 trời, con lặt á, lặt mấy lá khô nè, thấy không? Chứ con lặt mấy cái lá tươi xanh vậy á, nó hư cái cây rồi sao? Ủa, con mới thấy ông ngoại lặt cái lá xanh lè kìa. Ông ngoại lặt lá xanh á là bởi vì mấy cái lá xanh này nó có sâu rồi nè. Không lặt rồi nó sâu, nó bò ra, nó ăn hết cái cây à. Thôi thôi, con ngồi đó chơi được nghe, để mình ông ngoại làm được rồi. Ông ngoại không cho con làm, nghỉ chơi ông ngoại luôn. Gì, giận ông ngoại nữa đó hả? Thôi, có gì phụ ông ngoại chứ. Ông ngoại già rồi, mình ông ngoại làm đâu có sể được. Ây da, sao tự nhiên nó đau lưng quá trời quá đất. Giờ tự nhiên cái có đứa nào nó đấm lưng cho mình nó quá đã luôn hả ta. Để con chứ ông ngoại. Ờ, vậy ha. Em biết ai cũng căm giận em như vậy. Nhưng mà chẳng qua là vì cái người đó họ quá tay với Đông thôi. Chứ thiệt tình là em không muốn như vậy đâu chị hai. Giết người mà mày nói là quá tay hả? Kìa chị hai, chị nói gì vậy? Em đâu có muốn giết Đông đâu.
Chẳng qua là gì em chỉ muốn là làm cho cổ sợ để cổ khỏi quấy rầy em thôi. Mày nói cái gì? Mày nói quấy rầy hả? Chị hai. Chị bình tĩnh, chị ngồi xuống giùm em chị. Chị hai, chị uống nước đi chị hai. Chị bình tĩnh đi. Mọi tai ương này, mọi tội lỗi này em gánh hết mà. Nếu giả sử bây giờ chị muốn em gặp quả báo thì chị cầu trời cẩn Phật cho em gặp quả báo đi. Em chấp nhận hết mà chị hai. Trừng phạt được mày thì tự tay tao làm. Tao không thể cầu khấn trời Phật làm những điều thất đức nó được. Như vậy thì em chưa chết được phải không chị hai? Sống ngày nào hay ngày đó em sẽ lo cho gia đình mình, đúng không chị hai? Gia đình gì của mày ở đây? Chị em tao, má con tao, không có một loại người khốn nạn như mày lọt vô. Em biết hết. Em đã gây ra cho chị một sự tổn thương, gây ra cho Đông sự đau khổ tột cùng. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại. Chị nghĩ đi, trong cái hoàn cảnh nhà mình lúc bấy giờ đâu có cách nào tốt hơn để mà đổi đời, đúng không chị? Vậy thì nếu như mà lặp lại, mày vẫn tiếp tục giết em tao hả? Trời ơi chị hai, em đâu có muốn giết cổ đâu, tại sao chị không chịu hiểu cho em vậy? Mày chưa bao giờ ân hận về điều mày làm. Mày chưa bao giờ ăn năn, đúng không? À, cái ngoại mới về. Ờ, mới về hả con? Dạ. Anh hai con về rồi. Vô trong lo phụ dọn cơm đi. Lắc má như vậy ăn luôn. Dạ. Sao ngồi thừ rồi đó? Vô rửa mặt rửa mày đi, rồi tắm rửa lát nữa rồi ăn cơm. Dạ. Lâm, mới về hả con? Mệt không? Mày vô pha cho ly nước mát uống nha. Ê thôi khỏi đi mẹ, mẹ cứ kệ con. Khi nào khác á thì con tự uống. Ủa sao nay con mía về trễ dữ vậy kìa? Tan chợ lâu rồi mà. Phải ha, đó giờ có giờ mà chỉ về trễ vậy đâu ta. Thôi dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, mà thằng Lâm á nó cũng ngoan ngoãn lắm, lúc nào nó cũng sợ chị buồn hết á. Em cũng xin lỗi chị, bởi vì em đã gặp. Dạ, em đã gặp nó rồi. Nó nói với em á, nó sẽ không gặp em nữa đâu, cho đến khi nào chị cho phép. Và nó còn nói là chị luôn muốn làm điều tốt đẹp cho nó. Bởi vậy cho nên chị suy nghĩ lại giùm em đi. Chị để cho cha con em được nhận nhau, để cho em có thể lo cho nó, để cho nó biết rằng nó còn người cha trên đời. Chị muốn em lo cho nó với tư cách là một người cha. Cái đó tốt hơn hay là chị muốn để cho nó một mình sống mồ côi, tự lo toan trăm bề giống như chị với Đông vậy? Cái nào tốt hơn hả chị? Trừ trẻ. Tía, khỏe không tía? Khỏe. Về đây có con có cháu, đùa giỡn này nọ, không khỏe là sao được. Ủa, bay qua đây giờ này làm gì? Có mía đâu sao không thấy về? Ủa, nói vậy bà chưa về nhà nữa hả? Chưa, cả nhà đang đợi chị hai về ăn cơm nè. Trời đất ơi, con ra chợ, mấy bà bạn hàng nói là bà dọn hàng ra, bà đi đâu thì sớm rồi. Rồi cái con ngồi đó con chờ trễ quá nóng ruột, con chạy về đây mà bà cũng chưa về nhà nữa. Trời ơi. Chưa về. Trời đất ơi, bà này mới đi đâu vậy trời? Cũng trễ rồi, sao chị chưa về? À, tôi đang xem lại mấy cái hợp đồng của khách hàng. Ủa, mà chuyện công ty bên Hàn Quốc sao rồi? Họ chịu xuất xe cho mình không? Tôi đang nói chuyện với họ. Nhưng họ cũng yêu cầu là phải có ý kiến của anh Dũng. Tôi đang thuyết phục họ đây nè.
Hay là mình nói chuyện này với anh Dũng đi chị. Không được. Nếu như lên tiếng nhờ vả thì cái chuyện tách ra khỏi anh Dũng bao nhiêu lâu nay coi như đổ sông đổ biển. Thật sự là tôi không muốn bị ông kiểm soát nữa. Như vậy thì quá tốt. Nhưng em chỉ e công ty của mình chưa đủ sức. Ủa? Sao cả nhà mình đứng đây hết vậy tía? Trời đất ơi, Mía ơi, sao giờ này con mới về hả? Có đói bụng dữ không con? Con có công có chuyện mà. Rồi cả nhà mình ăn cơm hết chưa tía? Ăn gì đâu trời. Đợi chị đó, cả nhà chưa ai ăn hết. Lo chị đi đâu không về nè. Đúng rồi, tôi nè, tôi đợi ngoài chợ từ sáng lận đó. Nè, bộ có chuyện gì hả? Chuyện gì kể tôi. Ông kỳ quá à, tôi có thân tôi tự lo được mà. Ông chạy tới chạy luôn chi cho nó mệt vậy? Sao con nói vậy? Không sợ sao nó buồn hay sao? Không sao đâu té, con quen rồi. Thôi mình vô nhà ăn cơm đi tía. Con đói bụng quá trời rồi. Đi. Chú Sáu à? Gì? Má của con. Má con. Nhâm ơi, kêu chú Sáu vô ăn cơm luôn nghe con. Dạ dạ. Sức khỏe của chị á thì không được tốt lắm. Tôi đâu có sao đâu, tôi khỏe mà. Đừng có suy nghĩ chủ quan như vậy nha. Nhìn tôi về chứ tôi khỏe hơn cậu đó. Nè. Dạ. Hôm nay tôi về muộn cho nên ngày mai tôi đến trễ. Có chuyện gì thì cứ coi hồ sơ trong máy tính rồi trả lời khách hàng nha không? Dạ biết rồi. Chị đừng thúc khuya quá nha. Em về trước đây. Ừ. Ông ngoại gắp xương cá ra cho con đi, gõ không được. Đây, để anh hai làm cho. Ông ngoại lớn tuổi rồi, mắt kém, đâu có thấy đường đâu mà gắp xương cá cho bi. Mắt kém chứ đâu có mù con. Trời đất ơi, thấy gì xương ông ngoại gỡ được chứ. Ừ. Gỡ cho nó ăn, tại nó chọn ông ngoại gỡ xương cho nó ra. Nè, à, yên tâm đi. Ông ngoại sẽ gỡ xương cho con ăn thịt cá ha. Ăn đến khi nào con lấy vợ thì thôi. Ủa ngoại, mà mình lấy vợ chi vậy? Trời ơi, thì lấy vợ để có người kho cá, đã có người lấy xương cho bi ăn nè. Con vậy cũng hỏi nữa. Ủa vậy mình có phải nuôi nó không? Mình có phải là văn mồm cho nó ngủ không? Rồi có phải kêu nó là kiếm em bé cho mình chơi nữa. Con nghi lắm mà Nga. Không biết sau này thằng này có làm ra được em bé hay là không, hay là dám sinh con của thiên hạ về nuôi lắm á. Hiểu ha. Giỡn mà nó không cười là hiểu rồi đó. Nó có biết gì đâu mà giỡn vậy. Nó nói thì sao á, chứ con thấy cái mặt của nó vui quá trời vui mà. Có anh hai. Ủa mà má đâu có lấy vợ đâu, má cũng biết kho cá kìa. Hay là mình kêu má chỉ cho mình kho cá đi, mốt mình khỏi lấy vợ ha anh hai. Thôi lo ăn cơm đi, lo xa quá à. Sợ mai mốt á tụi con muốn lấy vợ má con không cho thì. À má, con cấm má lấy chồng đâu, sao tự nhiên má cấm con? Đó nghe chưa, đâu có ai cấm đâu sợ. Ông ăn đi cho bớt nói được không? Xàm kiếp sợ luôn. Tôi nói chú rồi đó, cái nhà ở bển á là tôi để bán, trong khi chờ người mua á tôi mới cho thuê. Chứ khi mà có người mua rồi á thì chú làm ơn nói với người nhà dọn đi giùm cho. À, tôi qua đây cũng tính nói với anh về cái chuyện này. Cái nhà đó nó lớn quá, tôi chắc không có khả năng. Nhưng mà tôi thấy cái miếng đất kế bên á, nó nhỏ nhỏ, nó vừa vừa. À, không biết anh có tính bán miếng đất đó không hả? Tôi á thì cũng đang cần vốn mần ăn. Dạ. Nếu mà chú nói vậy á thì thôi được rồi, tôi cắt miếng đất đó ra tôi bán cho chú. À, vậy ha anh. À, à, mà anh cho tôi hỏi là cái miếng đất đó giấy tờ có hợp lại không? Giấy tờ đầy đủ đàng hoàng chứ. Đây á là đất hương quả của ông bà để lại. À vậy hả? À, vậy anh tính bán miếng đất đó bao nhiêu? Con thấy người con có khỏe không? Không khỏe tí nấu nồi lá xong con xong nha. Dạ con không sao đâu tía. Chắc đi nắng quá rồi nó hơi bị nhức đầu. Chút con kêu Đông nó giật mới tóc mai là khỏe à. Hai, em thấy em khỏe rồi. Hôm nay để em ra chợ phụ hai buôn bán cho. Chứ hai ấm em ở nhà làm gì? Trời ơi em sắp thành bạch tạng tới nơi rồi đó. Đi, sẽ đi. Nhưng mà làm ơn là lúc này không có được. Khi nào mà bước chân ra tới cổng á cũng xin phép tôi giùm cái nghe được không? Hai ơi em khỏe rồi, em phụ hai được mà.
Hôm bữa đó em đi chợ phụ hai đó, tính đủ tiền hết trơn mà có rớt đồng nào đâu. Em muốn tự lập với hai, em không muốn phụ thuộc vô hai cả đời vậy đâu. Em chịu không nổi. Đừng có cãi có được không? Thì thấy con Đông nó cũng ổn rồi, con cũng tập tành với em nó làm ăn với ta. Con đâu có phải là con khỏe mạnh hoài được. Có ngày con cũng bệnh hoạn gì đó, có em con nó đỡ đần cho con chứ. Tía nói đúng rồi đó. Bà ráng tập cho cô Đông làm ăn đi à, chứ bà cứ ấm cổ như ấm gà con vậy không có được đâu. Như vậy không tốt cho cổ, còn bà cực thân nữa. Tôi nói tôi tập, tôi hứa là tôi sẽ tập, nhưng mà không phải lúc này được chưa? Ăn cơm đi. Thôi thôi thôi, ăn cơm dạ. Tiến cơm tiến. Ăn đi hai. Chú tính mua hay sao? Hay là dắt khách bằng mối? Nếu mà tôi bán được á, tôi tính quê hồng cho chú là 2% đó. À, không, à, chẳng qua tôi đang tính coi cái số tiền của tôi á dành dụm mới có đủ mua cái miếng đất đó hay không á mà. À, nói chung là anh tính bán miếng đất đó nhiều vậy? Chứ cái miệt này á, đất đai còn thoáng đãng, rộng rãi, có điều nó ở xa trung tâm một tí. Dạ. Nên tôi cũng không có tin kêu giá cao. Giả lại cái miếng đất đó còn đất nông nghiệp, chưa có lên đất thổ cư. Đất nông nghiệp chưa lên thổ cư hả? À, nếu vậy anh tính rẻ rẻ giùm tôi một cái nha. Nếu chú mua á thì tôi tính giá hữu nghị thôi. Tôi lấy chú chẳng 200 triệu. 200 hả? Mà thôi, nếu chú thấy mắc quá thì thôi. Chứ tôi á là dân quê, tôi nói nhiều tôi bán nhiều à, khỏi trả giá. Không 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 không, không phải là lý do là tôi nghĩ là mắc hay rẻ đâu anh. Thật ra là khi mà nghe anh nói là 200 triệu thì tôi đang coi lại cái khả năng tôi có đủ hay không á mà. Hồi nào giờ mần thuê mần mướn sửa chữa ba cái điện tử, tôi đang tính coi có đủ số tiền hay không á mà. Thật ra thì tôi mua cái nhà này cho chị của tôi. Chị của tôi với mấy đứa nhỏ ở trong căn nhà sập sệ quá mà ở thuê ở mướn hoài, tôi thấy cũng không đành. Cho nên dùng cái tiền mình dành dụm dưỡng già để mua cho chị một căn nhà cho con chỗ chung ra chung vô. Thì tôi cũng gấp gáp gì, không ấy chờ chú đủ tiền rồi mình tính cũng được mà. Tức thiệt chứ, ba bốn thằng bị dính với một con quỷ đó. Không phải ba bốn thằng không đâu, một ngày nó làm không biết bao nhiêu cuốc, mà nó làm mấy năm rồi là không biết bao nhiêu thằng. Mẹ vậy làm thanh niên nghiêm túc không chịu ham, giờ chết cũng đáng. Mẹ mày có nghiêm túc đâu mà vậy mày làm thanh niên nghiêm túc? Có chừng bà... Mày nói cái gì vậy? Thôi đi, giờ phút này còn gây lộn cái gì nữa. Tao nói cho mày biết tụi mình còn hên, tụi mình còn uống được cái thuốc phòng chống cấp tốc. Bây giờ chờ kết quả trong vòng một năm, tụi mình chỉ dính với con nhỏ đó một lần. Còn thằng Thịnh nó dính biết bao nhiêu lần rồi, coi như xong. Dạ. Không, lỡ giống như tới lúc mà tôi đủ tiền rồi anh bán cho người khác là chết tôi luôn á. Tôi thấy chú, gia đình chú á ăn ở hiền lành, cũng sống đạo đức. Thời buổi này á tìm hàng xóm mà cũng khó. Dạ. Thôi tôi tính vậy. Dạ sao anh? Bây giờ chú có nhiêu chú cho tôi biết đi để tôi tính. À, hiện giờ mà tôi gom trong gom ngoài chắc có lẽ phải mượn thêm chút ít nữa. Gom hết thì chừng 150 à anh? 150. Dạ. Thôi tôi tính vậy. Bây giờ á tôi làm giấy sang tên qua cho chú. Dạ. Sổ hồng chú đứng tên, rồi tôi giữ giấy. Khi nào chú chồng đủ tiền cho tôi á thì chú lấy giấy về, được không? Là sao tôi không hiểu? Thì là vậy nè, coi như là tôi sang tên giấy tờ qua cho chú đứng tên. À. Nhưng mà tôi giữ sổ, rồi chú đưa cho tôi 150 triệu, còn số tiền còn lại 50 thì khi nào mà chú có thì chú đưa cho tôi, chú lấy sổ về. À, vậy hả? Vậy có nghĩa là anh cho tôi thiếu nợ đó hả? Đúng rồi.
mà cho thiếu nợ chứ không có tính lãi nghe. Vậy thì tốt quá anh. Còn cái này nữa, nhưng mà tôi muốn là cái nhà đó đó, cái đất đó đứng tên chị của tôi được không? Được chứ sao không. Chú cứ kêu bà chị của chú á, dạ, đi ra công chứng với tôi để cho nó hợp pháp vậy mà. Chà, cái vụ đó mới căng rồi nha. Bây giờ á, kêu chị ra ngoài đó công chứng chẳng khác nào lộ chuyện hết. Sao lộ? Chết cha. Dù lỡ như thằng Thịnh nó dính là thôi, nói cho nó biết luôn đi mày. Chuyện gì nữa vậy? Chuyện đã tới nước này rồi, tao nghĩ tụi tao nên nói cho mày biết luôn. Nếu như thằng Thịnh nó dính á, là má mày cũng dính đó. Mẹ mày nói bậy bạ gì vậy mày? Ê, bình tĩnh đi. Mày bình tĩnh thôi. Nghe tụi tao nói nè. Ngồi xuống đi. Tao không có điên mà đem mấy cái chuyện này ra đùa giỡn đâu. Mày nói cho nó nghe đi. Thì hôm bữa tao với thằng này đi rình có cái mỏ vàng của thằng Thịnh. Mỏ vàng là má mày đó. Bà với thằng Thịnh mướn nhà ở riêng, mà dạo này như giận nhau rồi. Tại vì thấy thằng Thịnh chở nhỏ nào vô khách sạn, coi như là má mày, thằng Thịnh, con Mai dính một xuồng. Tụi tao nói thiệt, tụi tao không có khùng điên mà đi giỡn ba cái chuyện này. Đàng hoàng á, má mày nhận án tử cùng với thằng Thịnh rồi đó. Mày nói giỡn. Kiệt, 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 kiệt. Ủa, chú làm gì bất hợp pháp hay sao lộ? Không phải, khổ cái bà chị của tôi á, bà thẳng tính lắm, bà khẳng khái lắm. Bà không có nhận của cho gì cho bà đâu. Mà mình thấy bà khổ quá. Tôi làm cái điều này là chỉ là tốt cho bà, tốt cho mấy đứa nhỏ thôi. Chứ bà chị của tôi hả, là sống rất là tình cảm, rất là tình nghĩa. Không có giống như mấy cái cô hoa hậu mà mấy nay báo chí đăng đâu anh ơi. Chuyện đó là tôi không có tin đâu. Người ta đang đồn ầm lên kìa. Mấy vị đại gia ăn rồi có tiền chơi gái, xong rồi mua nhà đất tặng cho gì đó, xong rồi bị người ta bỏ, rồi đòi lại rồi tùm lum kìa. Ôi, mấy ông đó không được đâu anh ơi. Mấy nay tôi không có tham gia nhiều, không có quan tâm nhiều, nhưng mà tôi nghe tôi rất là bực. Hỏi anh nè, mình là đàn ông với nhau đúng chưa? Đi ra đường là ăn bánh trả tiền, tất nhiên là phải trả cho người ta. Hơn nữa là gì? Người ta là hoa hậu, người ta có sắc đẹp, người ta có danh hiệu. Trời ơi, cái gì mà ăn ngủ với người ta cho đã, xong rồi bây giờ cho người ta cho đã, xong rồi bây giờ đòi lại. Thì không đáng mặt đàn ông, xin lỗi á, ông đó còn thua tôi nữa. Nè, chú lòi cái đuôi nồng nọc của chú ra rồi đó nghe. Không phải là mua nhà cho người thương gì đó sao? Đâu có thương yêu gì. Tôi già cả rồi, ai thương yêu nữa anh ơi. Nói chung là trả nợ, nó gọi là trả nợ giang hồ á. Mà cũng không phải, phải gọi là sao ta? Trả nợ tình xa đúng không? Xa xa gần gần gì đó. Thôi bây giờ vậy đi, tôi chạy về nhà, tôi lấy tiền, tôi qua tôi đặt cọc cho anh. Nhớ là đừng có bán cho ai hết nha. Rồi, được rồi, uống miếng nước đi. Nãy giờ nói chuyện khô quá. Rồi, cứ vậy ha. Già rồi, mà còn dạy gái kìa. Trời ơi, lần đầu tiên đi lấy hàng mà anh Sáu chở con đi đâu mà xa lắc xa lơ. Ở cái xứ gì mà chỉ á? Trời đất ơi, Củ Chi, chứ cái chỉ gì bà? Ai biết đâu à. Ủa tía, bà ở nhà bà đỡ không tía? Ê, nó không sốt, không ho gì hết á.
mà nó cứ nằm thêm thiếp như vậy à. Đỡ hay không cũng không biết được nữa. Bác sĩ cũng nói là bà bị suy nhược, do làm việc nhiều quá với lại suy nghĩ quá nhiều. Thôi để con vô con thăm chừng bà làm sao. Trời ơi, khổ chị hai con ghê á. Tía, chị hai con á là xưa giờ chuyện gì cũng ôm đồm làm hết á, dễ gì mà chịu nằm yên chỗ. Bữa nay chắc bị nặng lắm á mới chịu để yên vậy đó. Hiểu rồi sao đó, nó không ho, không sốt mà cứ nằm thêm thiếp như vậy. Mà tía nghĩ chắc nó bị tâm bệnh gì đây nè. Nó nghĩ ngợi chuyện gì đó cũng không biết được nữa. Thì lo quá mà, cái chuyện gì cũng tự mình lo hết trơn á, không có để cho con phụ gánh vác miếng nào hết trơn á. Chỉ cứ sợ là con lo rồi con bệnh, bệnh trở lại con bị điên trở lại đó tía. Cái gì? Con nói gì? Con bị điên à? Ủa tía, bộ chị hai đó giờ không nói cho tía hả? Con bị điên đó tía. Con điên tới 20 năm lần á, mà chị đâu bỏ con đâu. Lo chạy chữa cho con tới bây giờ mà con khỏe lại mới thôi nè. Giờ cũng còn lo tiếp nữa. Con sinh ra vẫn đàn bà con gái như người ta, mà sao? Mà tại sao nó lại cơ cực như vậy chứ? Trời ơi, tôi có làm chuyện gì thất đức đâu mà phải để cho con tôi cái gánh nghiệp như vậy nè. Sao dạo này con siêng năng ở nhà? Học hành tới đâu rồi? Nhắm năm nay thi có đậu hay không? Con bỏ học rồi. Cái gì? Sao cô gia sư nói với mẹ là con học hành chăm chỉ tiến bộ lắm mà? Chăm chỉ tiến bộ làm cái gì? Khi cả ba và mẹ không ai quan tâm cuộc sống của con ra sao? Suy nghĩ như thế nào? Vừa phải thôi nha. Ba mẹ có để cho con thiếu thốn thứ gì đâu. Con muốn gì được nấy. Giờ con đòi gì nữa chứ? Con không có đòi gì nữa hết á. Chết là hết. Nói năng lùng tùng gì vậy? Mới có chút tuổi đầu, chết chóc gì ở đây chứ? Bạn bè của con có đứa nào được như con đâu. Mà có đứa nào nghĩ tiêu cực giống con vậy? Cả đám tụi nó cũng đang sống dở chết dở kìa. Chết cả đám rồi mẹ ơi. Con nói gì vậy? Con quên rồi. Con nói vậy là sao? Mẹ biết chuyện thằng Thịnh nó bị tai nạn giao thông không? Mẹ không quan tâm tới bạn của con. Nó không phải là bạn của con, mà là bồ của mẹ. Thì sao? Con bồ ruột của nó bị nhiễm HIV. Con nói cái gì? Mẹ cũng sẽ chết chung với tụi con. Hai, bà làm sao vậy? Tôi biết là bà đang nghĩ cái gì, nhưng mà bà phải nói để tôi với mọi người không phải lo lắng cho bà. Bà đi gặp thằng khốn nạn đó rồi đúng không? Chuyện đó nó có gì đâu mà nghiêm trọng. Ngày xưa là nó phụ bạc cô Đông, thì bây giờ để cho cô Đông quyết định đi. Bà nghĩ tới làm chi cho mang bệnh vậy? Bà có nghe tôi nói gì không vậy bà hai? Bà hai, ông nói gì? Ông nói tôi nghe không có lọt lỗ tai. Ông nói là sao mà không nghiêm trọng? Ông biết cái gì mà ông nói? Thằng đó nó không những là một đứa phụ tình phụ bạc, phải không? Vong ơn bội nghĩa. Nó còn là một kẻ giết người, ông biết không? Bà chịu lên tiếng rồi đó hả? Bà có biết tôi với mọi người lo lắng cho bà lắm không? Tôi thương con Đông lắm. Còn thằng Lâm nữa, nó là một đứa có cha, vậy mà từ nhỏ phải mang tiếng là đứa không cha. Trong khi cha nó làm sao? Sống trong cái cảnh vinh hoa phú quý. Tôi đây nè ông Sáu, tôi không có cha mẹ từ nhỏ. Không lẽ bây giờ thằng Lâm... Mà thiệt tình á, để cho thằng Lâm nó kêu thằng khốn nạn đó là cha, tôi không có đành lòng chút nào hết à.
Mẹ ở với thằng Thịnh, thằng Thịnh ở với con Mai, còn con Mai ở với cả đám tụi con nè. Có con nữa sao? Cả đám tụi con chỉ dính vô con Mai có một lần. Còn thằng Thịnh á, nó qua lại với con Mai rất là lâu rồi. Mẹ cũng vậy. Con nghe tụi nó nói mẹ với thằng Thịnh quan hệ lâu lắm rồi phải không? Thằng khốn nạn, mẹ đã cấm nó vượt rào rồi mà. Mẹ không giữ được thân mình thì mẹ cấm ai? Mẹ đừng nghĩ trên đời này mẹ có tiền là có hết tất cả. Là lỗi của mẹ. Mẹ đã sai ngã, đã để cuộc đời của biết bao nhiêu người trở nên như vậy. Chỉ vì mẹ nghĩ là mình trẻ đẹp, có tiền, có quyền. Mẹ nói vậy có nghĩa là mẹ dính với nhiều người rồi hả? Mà nghe tôi nói một lần thôi nó có được không? Ông nói đi. Đó là cái chuyện của mẹ con thằng Lâm. Bà lo hả? Bà lo một mình bà mấy chục năm nay rồi. Theo tôi bây giờ là bà nên nói mọi chuyện cho cô Đâm cô biết đi, đúng không? Bây giờ là bà nghĩ đi, cô Đâm cũng khỏe rồi, đúng không? Cậu đã tỉnh táo rồi. Mà bà cứ tối ngày bà cứ ấm cậu như vậy, rồi mai mốt bà đi vắng nè. Đó, rồi cổ không biết tự thân cổ lo làm sao, có phải là khổ thân cổ không? Tôi đi đâu mà đi vắng? Nhưng mà ý tôi nói là bà sẽ phải đi lấy chồng đó. Cho nên bà sẽ phải đi lấy chồng. Bởi tôi cũng đâu có nói là tôi cả đời này tôi không có lấy vợ đâu. Không lẽ bà muốn khi tôi chết là tôi chưa nếm được mùi đàn bà hay sao vậy? Ông khùng không sao? Sao nói chuyện đó lúc này? Nghe không có lọt lỗ tai chút nào. Giờ không nói lúc này biết nói lúc nào. Bà có khi nào mà bà rảnh đâu. Ở bà lúc nào cũng bận rộn lo lắng bao nhiêu thứ chuyện. Đợi tới khi bà rảnh chắc lúc đó tôi với bà thành ma cô ma cậu rồi. Trời ơi, hai con ma mà còn xin chắc nhục lắm á. Nghe ông nói tôi muốn bệnh lại rồi. Ai? Sao đang nói chuyện vui mà hai kỳ vậy? Bệnh rồi. Con nghĩ bây giờ mẹ nên lên danh sách những người đó và thông báo cho họ biết đi. Con nghe bác sĩ nói nếu phát hiện kịp vẫn có loại thuốc chế ngự virus HIV mẹ. Không phải, không phải chuyện đó. Từ lúc quen thằng Thịnh, mẹ chỉ quan hệ có mỗi mình nó thôi. Mẹ ân hận quá. Bây giờ mẹ ân hận làm cái gì nữa? Con thiệt không ngờ hai mẹ con mình quanh đi quẩn lại cuối cùng lại dính chùm với một mối quan hệ có kết cục như vậy nè. Tất cả là do lỗi của mẹ. Chắc có lẽ là con trai nhờ phước đức của mẹ, mẹ thì lại không ra gì, cho nên mẹ mới níu kéo con hệ lụy đến như vậy. Kiệt à, mẹ xin lỗi con. Kiệt à, bây giờ mẹ phải làm gì cho con đây? Mẹ còn làm gì được nữa hả? Mẹ còn lo cho mẹ chưa xong mà mẹ. Ông ngoại con không biết luôn sao? Ngoại biết ớt giáp gì? Ngoại lạc má con á, hồi má con chưa được 2 tuổi nữa. Ngoài con phiêu bạc nhiều nơi để tìm kiếm má con nhưng mà không gặp. Ai dè cuộc đời của má con lại trương chiên như vậy đâu. Không biết cái câu chuyện giữa má con với ông Sang như thế nào để đến nông nỗi như vậy. Chỉ nghe bà chủ kể sơ về chuyện của bà, không biết có liên quan gì đến má con hay không. À, nhưng mà đó là má hai con là, hay là mẹ đông con là? Là cái gì hả ngoại?
Ngoài cũng không rõ câu chuyện lắm, cho nên cũng không nên làm rối tung mọi chuyện lên. Bây giờ chờ mọi người bình tâm lại, kể ra mọi chuyện, rồi ngoại mới suy nghĩ và từ từ tìm cách gỡ rối. Chứ bây giờ tâm trạng của ai cũng đang đau đáu đau đầu hết, thì ngoại có khơi chuyện lên thì cũng không nên con à. Má con đã cực khổ nhiều lắm rồi, má con thương tụi con lắm. Giờ thấy má như vậy con cầm lòng không có được, con nhất định sẽ không để cho má phải khổ sở thêm. Đâu tới giờ này cũng không gặp chứ. Biết nhảy tới đây làm gì? Tới kiếm mẹ mấy người để đền tội. Bộ tính bắn không trúng là định người thiệt vậy hả? Nè, ở cái nhà này không có cần định người đâu nha, đừng có sống ảo gì nữa. Thôi tào lao quá đi, tôi không muốn nói chuyện với con nít. Người ta làm gia sư có tâm, dạy không được học trò mà trong khi phụ huynh tin tưởng thì phải tới ói tiền ra chứ. Là do tôi tự nghĩ, chế vẫn vậy và dạy tốt đó thôi. Đừng có làm phiền mẹ tôi nữa, về đi. Ê, bộ ghét tôi lắm hay sao mà bỏ học vậy hả? Thằng Kiệt này bây giờ chán đời, không muốn học nữa. Chế mà muốn dạy á, đi tìm cái thằng học sinh nào mà nó ngoan hiền, nó giỏi giang mà dạy nó. Quên cái thằng Kiệt cà chớn này đi. Người ta ngoan hiền thì người ta tự học, người ta học giỏi mắc gì người ta cần gia sư mà dạy. Đó, mình nói, nó ngang, gì nói cũng được hết trơn, trời á. Loại gì đâu á, bởi vậy. Đẻ thằng này ra, đẻ cái trứng ăn cho xong. Đang nói chuyện đi đâu vậy? Vĩnh biệt. Vĩnh biệt cái gì mà vĩnh biệt? Hỏi chút ăn nói vĩnh biệt, vĩnh biệt. Vĩnh biệt là chừng nào mà người ta chết kìa, người ta đi tự tử thì người ta mới vĩnh biệt. Chứ bình thường. Ôi, tôi chết rồi. Ê, nè, nè. Nè. Mẹ đi ngủ đi. Mẹ uống để quên mà. Kiệt à. Dạ. Ngồi xuống. Con nên tới công ty sớm đi. Có chuyện gì sao mẹ? Sao tự nhiên mẹ lại muốn con tới đó? Mẹ thấy mình sắp đi rồi, còn phải tiếp quản công ty này, nên con phải sớm làm quen với công việc chứ. Bản thân con chưa biết sống chết là sao. Con không thể làm chuyện mà con không thích được. Vậy con thích cái gì? Mẹ quên là con thi vào trường kiến trúc mà. Sao con nói con nghỉ học rồi mà? Con nghĩ, như đâu có nghĩa là con từ bỏ ước mơ trở thành kiến trúc sư. Nếu như có cơ hội, biết đâu một ngày con sẽ... Đến nước này á, mẹ không thể nào để cho con sống tùy theo sở thích của mình được. Con phải thích thì con mới học và làm nghề con muốn được chứ. Cũng chả biết ông trời có cho con được học và làm công việc đó không. Cái án tự treo trên đầu làm cho con chán nản quá mà. Cho tới giờ phút này, mẹ buông bỏ mọi thứ cũng không hối tiếc. Bao nhiêu tội lỗi năm xưa tới giờ, mẹ trả một lần cho xong. Nhưng còn con còn trẻ quá, phải chống chọi với cuộc sống chứ.
Tất cả những gì mà ba mẹ bon chen giành giật trong làm ăn từ xưa tới giờ là chỉ để cho mình con. Cậu phải sống để thừa kế và tiếp quản công việc này chứ. Nếu như con được sống thì con sẽ không sống như mẹ đâu. Con xin lỗi vì đã nói quá, nhưng đó là suy nghĩ thật sự của con. Còn chuyện ở công ty